xong rồi ghê quá, từ từ thôi. Tai nạn anh em ơi, đù nặng lắm, nặng lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Dĩa nè. Đấy, cái đó là cái gì? Cái đó là cái cù, cái mâm. Ủa cái dĩa này em đi dĩa nhiều nhỏ vậy? Dĩa này dĩa bầu túi thờ. Dĩa không có bị xả đâu, bây giờ thì có dĩa nào, dĩa ở đâu trong cặp ơi. Bầu trời đẹp quá. Đây là cái clip một năm trước anh em mình đi Đà Lạt. Cũng vào cái tháng này. 5 giờ sáng nha anh em. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. 5 giờ sáng. Quay qua quay lại hết một năm anh em. Quá nhiều. Quá nhiều cái tour Đà Lạt. Bây giờ mình đi Đà Lạt thì mình không biết quay cái gì nữa. Mình đã quay nát cái con đường quốc lộ 20 rồi anh em. Ok, thì hôm nay tiếp tục mình sẽ đi Đà Lạt. Bây giờ vậy, chuẩn bị đồ đạc để mà đi anh em. Bây giờ là 12 giờ 30 phút. Thì mình chuẩn bị đồ, 2 giờ bắt đầu xuất phát. Ok. Bây giờ mình soạn đồ rồi lên đường. Tới giờ anh em ơi, thì quay cho anh em xem cái nhà của mình nha. Nói chung là không còn chỗ để mà đi luôn. Xe cộ quá trời quá đất. Chiếc ẹt của mình đây. Đây là chiếc phu của mình ha. Còn đây là chiếc Raider 68. Thì hôm nay mình sẽ lấy chiếc Raider 68 để mà bơm Đà Lạt nha anh em. Đây là chiếc Nova. Đây là cái nón bảo hiểm của mình nha anh em. Thì lần này mình đi là mình có gắn một cái cado. Cado này á là mình lấy ở bên HT camera nha anh em. Đây, cado. Thì cái con này hôm trước mình có quay rồi. Đây là con Goro 10 nha anh em. Và đây là chiếc xe của mình. Hôm nay mình cũng đã chuẩn bị rất là chỉnh chu để mà lên tour. Mình đã thay cho em nó một cái yên dày hơn để mà không bị ê đít nha anh em. Lần này mình đi á là mình chở đồ rất là cồng kềnh. Bởi vậy mình thay cái yên ngồi cho nó thoải mái nha anh em. Đó. Đằng trước là mình tháo luôn cây trợ lực ra anh em. Tại sao? Tại vì lần này mình đi á là mình sẽ bỏ một cái ba lô chỗ này. Bỏ một cái ba lô chỗ này. Nếu mà để trợ lực thì nó sẽ bị cấn trợ lực rất là nguy hiểm nha. Bởi vậy là mình đã tháo trợ lực ra luôn. Thì cái tour này đi ở vài ngày cho nên là mình đem đồ đạc nó nhiều. Đó, chút xíu nữa tháo cái kính hậu gắn qua nha anh em. Lần này mình đi thì mình test luôn cái bộ sên nhông dĩa Rồ Biker mà mình vừa mới gắn lên xe nha anh em. Cái bộ sên nhông dĩa này á, giá của nó chưa tới 400 ngàn anh em tin không? Nhưng mà chất lượng là ok nha. Thì mình đã test trên một cái tour tầm khoảng 50 cây với bộ sên nhông dĩa này rồi. Theo mình thấy là cái độ trùng của nó rất là hạn chế. Rất là ngon, mượt mà nha anh em. Đây. Đó, rất là mượt mà. Thì cái cọng sên mình đang đi á, là sên vàng. Nó có hai loại nha anh em. Một á, là sên vàng, giá nó rẻ hơn. Một loại á, là vàng đen. Thì giá vàng đen là tầm khoảng 400 mấy một bộ. Còn sên vàng á là khoảng 300 mấy một bộ nha anh em. Đây là cái dĩa. Nói chung là mình rất là thích cái dĩa này. Nhìn nó giống như là dĩa CNC anh em. Nhìn rất là chất lượng luôn. Thì cái dĩa mình đang đi là dĩa 39 nha. Đó, xài zin luôn. Ok, đây. Thì cái bộ sên nhông dĩa này á, mình quay chia sẻ tới anh em để anh em có thêm một sự lựa chọn nữa khi mà thay sên nhông dĩa nha.
Bây giờ ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại sên nhung dĩa, xịn có, thường có, dởm có. Thì tốt nhất là anh em nên đi sên nhung dĩa chính hãng. Như cái bộ này nguyên một bộ nó chỉ có 300 mấy thôi, nhưng mà chất lượng theo mình thấy là ok nha anh em, trong tầm giá là quá tuyệt vời, dành cho anh em học sinh, sinh viên chơi là thoải mái luôn. Đó, đây. Trước khi mà đi tour á, thì anh em nhớ xịt sên nha. Xe mình thì vẫn như cũ, cục máy 68 nha anh em, 68 Zinzin Touring. Tốc độ thì cũng nhẹ nhàng, không có mạnh lắm. Ok, thì bây giờ không nói nhiều nữa, lên đường thôi. Let's go. Hiện tại mình đang ở trên đường quốc lộ 20. Giờ này cũng còn khá là vắng xe, hôm nay là chủ nhật cho nên là vắng xe. Hôm nay đi chơi định sáng mới quay, nhưng mà thấy sương mù đẹp quá cho nên là bấm cam quay cho anh em xem. Mùa này không biết là có mưa nhiều hay là không. Sáng giờ đi thì không bị mắc mưa anh em. Hy vọng là sẽ không bị mắc mưa. Lên tới Đà Lạt mưa cũng được, nhưng mà cái đường đi á, mình sợ nhất là cái đường đi mắc mưa. Đi chơi mà mới sáng lũi ra trời mưa là thấy hết vui rồi anh em. Xe mình đi ban đêm á, thì mình hay bật cái đèn hazard, bật xuyên suốt luôn. Nếu mà đi khuya đi đêm là mình hay bật nha anh em. Tại vì giờ này á, giờ này vắng xe, xe tải, xe lớn, lâu lâu có người người ta qua đường á, nhìn thấy mình từ xa, nó gây cái sự chú ý anh em. Mình không có khuyến khích anh em bật cái đèn này, nhưng mà thường thường mình đi đường á, mình đặt cái an toàn lên trên hết, thì mình hay bật cái đèn này khi mà đi đêm, đi khuya. Nằm luôn. Ông nội ơi, cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận. Chạy qua bên kia luôn anh em. Dễ sợ. Nói chung là nằm cũng bình thường anh em, nhưng mà mình chọn cái con đường như thế nào mình nằm cho nó hợp lý. Đó, chặt qua, chặt qua. Đó, đó, đó. Chạy sát vô lề luôn anh em ơi. Má mấy ông chạy ghê quá. Cái tốc độ mấy ông đi á thì bình thường lắm. Nói chung là bình thường. Nhưng mà cái cách chạy của mấy ông á, nó khiến cho mình sợ. Sợ thiệt. Má ghê. Mình đâu có làm gì đâu mà chạy ngang qua mình chạy nhanh dữ vậy. Lên kia chạy chậm rồi kìa. Hết hồn. Còn không? Còn một đống ở dưới kìa. Đi đông dữ vậy. Đó. Thật thì mình chạy xe đường trường đi tour mình cũng chạy nhanh lắm anh em. Mình cũng chạy nhanh lắm. Nhưng mà đi đông kiểu này chưa bao giờ mình đi luôn. Tour quay đầu này kia là chưa bao giờ mình đi luôn anh em. Ngày xưa thì có, nhưng mà từ ngày mình làm YouTube tới nay á, cũng mấy năm rồi, chưa bao giờ mình đi quay đầu, đi bạo lực. Có nhiều bạn xem clip của mình đó, inbox cho mình hỏi đường xá để mà đi Đà Lạt. Thì mình hay chỉ anh em là cứ quốc lộ 20 anh em chạy hoài là tới. Nó chỉ có một con đường chính thôi,
mình cứ theo quốc lộ 20 mình chạy hoài là tới. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà lại có rất là nhiều anh em hỏi mình kinh nghiệm cũng như là con đường nào đi an toàn không bị cảnh sát giao thông bắt, trong khi xe tụi ổng là xe zin mà mấy ổng sợ. Nếu mà anh em sợ cảnh sát giao thông thì anh em lựa cái khung giờ cho hợp lý để mà đi. Ví dụ như mình hay đi Đà Lạt vào cái khung giờ 1-2 giờ xuất phát, lên tới Đà Lạt là sáng sớm 8-9 giờ. Thì cái khung giờ này hồi xưa giờ mình đi rất là êm anh em. Ban đêm thì cảnh sát giao thông cũng có, nhưng mà đa số là bắt xe lớn thôi. Còn xe nhỏ nhỏ mà anh em đi bình thường không có đua bơi thì mấy ổng cho chạy hết, mấy ổng không có bắt. Nếu mà anh em nào mới đi á, chưa có kinh nghiệm đi đêm, đi khuya, thì mình khuyên anh em là nên tèn tèn chạy vào ban ngày, khoảng chừng 2-3 giờ đi, 2-3 giờ anh em xuất phát. Đó, chạy một chút xíu là trời sáng lên, cứ bình thường mà chạy, bình thường mà chạy là từ từ tới, không có gì phải gấp gáp hết anh em. Bình thường mình đi Đà Lạt á là 5-6 tiếng tới, anh em chạy chậm thì nó cũng 6-7 tiếng tới, không có sao, đi từ từ là được. Đó, mình hay nói với anh em là cứ chạy trong sức của mình thôi, bản lĩnh của mình có bao nhiêu thì cứ chạy bấy nhiêu, đừng có vượt qua giới hạn bản thân là được. Tới đèo chuối anh em ơi, lâu quá rồi mới đi Đà Lạt bằng chiếc xe này, lâu lắm rồi á. Bình thường mỗi năm là anh em mình có tổ chức mấy cái tour cỡ 4-5 xe, nhưng mà năm nay là không có anh em. Năm nay thì rảnh giờ nào mình chạy giờ đó, chứ không có anh em đi cùng nữa. Mỗi năm là có, nhưng mà năm nay chắc là anh em bận. Nói chung là bận, ai rồi cũng phải bận thôi. Đèo chuối sáng sủa. Sử dụng đèn trợ sáng thì anh em cũng chú ý sử dụng một cách văn minh lịch sự ha. Đừng có rọi vô mặt người ta. Chỗ nào không có xe thì mình bật lên chạy cho nó dễ. Chỗ này tối thui luôn, chắc chắn là phải bật lên rồi, không thấy cái gì luôn. Nói chung là mắt mình đi đêm cũng kém lắm anh em. Già. Mình cảm giác là mình không còn khỏe như ngày xưa nữa. Già, tuổi già. Ngày xưa nói chung là đi tour ha, tối là không có ngủ miếng nào luôn. Tới giờ 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ là xách xe đi. Còn bây giờ không ngủ là chạy xe không nổi anh em. Kinh nghiệm thì mình cảm thấy là mình có nhiều kinh nghiệm hơn để mà đi đường. Nhưng mà cái sức á, cái sức của mình á, nó không còn khỏe như ngày xưa nữa. Ngày xưa chịu chạy lắm. Anh em đi tour đêm thì nhớ trang bị cho mình một cái đèn trợ sáng, để mà khi vào những cái con đường tối á, thiếu sáng á, thì mình bật lên mình chạy cho nó an toàn. Lắp cái gì chứ lắp đèn là nên lắp nha anh em. Nói chung là bây giờ lắp cái đèn lên xe là không có ai phạt đâu, lo. Mà phạt cũng lắp, không lắp thấy đường đâu chạy, đúng không? Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Ghê quá. Từ từ thôi.
cho nội chị ghê quá. Đó, vượt đi, vượt đi. Tai nạn anh em ơi, đù nặng lắm, nặng lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nặng dữ ta. Không thấy người. Không thấy người. Mới sáng sớm 6 giờ sáng có tai nạn rồi. Hy vọng là không sao ha anh em. Nguy hiểm quá. Thì hôm nay mình sẽ đi Đà Lạt bằng hướng đèo Tà Nung nha anh em. Thì cái hướng này á, nó sẽ xa hơn. Mình sẽ đi vòng lại, mình quẹo vô cái đường đó dẫn lên đèo Tà Nung. Bình thường mình đi đèo Mimosa thì nó gần. Đèo Grand dạo này không biết là mở chưa, nghe đâu là đang sửa, không biết là xong chưa anh em. Còn đèo Mimosa thì anh em cứ chạy thẳng quốc lộ 20. Thì lần này mình sẽ chạy vào đèo Tà Nung, vòng vô Đà Lạt. Tại vì giờ này cũng sớm anh em, mới có 6 giờ. 2 năm trước mình đi đèo Tà Nung á, thì vô trong trỏng á, đường rất là xấu. Bây giờ không biết là sửa chưa. Để chút xíu vô coi coi. 2 năm trước mình đi là đường xấu lắm anh em. Đèo Tà Nung thì nó cũng cục nghỉnh à, nó không có dài. Hôm nay mình đi con Raider của mình. Xe này nói chung về ngoài thì nhìn như zin, nhưng mà cái bô hơi to. Không biết là chạy vô thành phố Đà Lạt có bị lụm không nữa. Đang lo anh em. Chắc là vô trỏng xong rồi thuê chiếc xe để mà chạy. Đi cái xe này trong thành phố thì nó cũng bất tiện. Nhìn chung thì cái xe mình nó cũng không đến nổi. Để xem coi có nên thuê hay là không. Mấy kìa, mấy kìa. Thời tiết như thế này là anh em có thể đi săn mây nè. Thời tiết mà sáng sớm mới có 6 giờ mà nắng gắt như thế này là mây rất là nhiều anh em. Đó, ở đây mà cũng có mây rồi. Giờ này mà ở trên đồi chè Cầu Đất chắc là đẹp lắm anh em ơi ha. Thì lần này đi mình tính là săn mây luôn. Sáng mai mình sẽ dậy sớm để mà chạy đi săn mây. Hy vọng là ông trời ổng không có mưa, không có sương. Nếu mà thời tiết mưa và sương là sẽ không có mây. Thời tiết phải nắng anh em, phải nắng thì nó mới có mây. Wow, wow, sương mù kìa. Quá đã. Khí hậu thì se se lạnh thôi, không có lạnh lắm. Nói chung là cũng lâu rồi mình không có lên Đà Lạt anh em. Cách đây cỡ tháng mấy rồi. Ở trên Đà Lạt thì mỗi mùa nó đều khác nhau. Anh em đi vào mùa nóng thì nó sẽ khác cái mùa mưa, khác cái mùa lạnh. Nói chung là mỗi mùa thì ở trên này khí hậu khác nhau, cây cỏ cũng khác. Chỗ này sương quá ta. Mùa này là có sương nha anh em.
đó, sương mù dày đặc luôn. Wow, lên trên này hết nắng anh em ơi, ở trên này không có nắng nha, ở trên này không có nắng mà có sương. Tới ngã ba Liên Khương, anh em quẹo trái, thay vì đi thẳng mình quẹo trái nha anh em, quẹo trái lại, đi vòng lại chút xíu, quẹo vào một cái thị trấn ra đèo Tà Nung. Lâu lắm mới đi nè. Quẹo qua đây là cái hướng qua Đắk Lắk đó anh em. Đó, quẹo vô đường này. Giờ trưa lên thì ấm áp hơn, lúc nãy lạnh quá, lúc sáng lạnh quá. Tắp cà phê, giờ nắng lên đi. Ở trên này á, nắng lên á, thì nó mát, còn nếu mà trời mát á, là nó lạnh. Mùa này theo mình thấy là lạnh nha anh em. Cái này là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là năm nào mình cũng đi Đà Lạt, năm nay cũng đi. Nói chung là đi riết nó ghiền anh em. Quá đẹp. Đây là lần thứ 3 mình đi cái đường này. Mình cũng ít vô cái đường này đi lắm, tại vì nó xa. Chạy từ Sài Gòn lên trên này là bắt đầu buồn ngủ rồi, cho nên là biến ghé cái đường này. Thường là mình chạy thẳng lên tới nơi luôn. Lần này thì đi từ từ để mà ngắm cảnh này kia, đi chậm chậm anh em. Đường này thì mình phải chạy ngang qua một cái thị trấn, đường xá thì cũng đông đúc anh em. Chạy qua cái đoạn này là mình sẽ tới đèo Tà Nung. Sắp qua rồi đó. Rồi ok, thì mình gần ra khỏi đèo Tà Nung rồi anh em. Cái bộ Sơn Nhân Dĩa này thì mình đã đi được cỡ 2 cái tour, tính luôn cái tour này là được cỡ 2 cái tour. Theo mình thấy cái bộ Sơn Nhân Dĩa này ok, với cái giá thành hơn 300 ngàn, dưới 400 ngàn thì mình thấy bộ Sơn Nhân Dĩa này khá là ok, hợp lý. Giá thành dễ chơi, học sinh sinh viên ha. Đó, cái dĩa đây, dĩa này là dĩa 39 nha anh em. Đây, dĩa 39. Trong đây là mình đang đi nhông 15. Sơn là sơn dài nha, tại gấp mình á, là mình kéo ra rồi. Anh em nào mà muốn thay Sơn Nhân Dĩa thì mình có thêm sự lựa chọn Sơn Nhân Dĩa Pro Biker. Ok, lần này đi á, thì mình đem theo một cái ba lô, mình ràng chỗ này, mình tháo trợ lực, mình cất trong ba lô nha anh em. Tại vì chở đồ nhiều cho nên là mình bắt buộc phải làm như thế này. Xe mình thì không có cái cản ghi vi. Thường á, anh em sẽ để đồ chỗ này buộc lên đúng không? Thì lúc này chiếc xe anh em nó sẽ bị quơ, bị chao. Còn để chỗ này là cực kỳ đầm nha anh em. Đổi lại thì cái góc lái mình nó sẽ hơi nhỏ xíu. Đây, góc lái nhỏ xíu à. Thì khi mình qua đường này kia mình chú ý. Còn chạy đường trường góc lái cỡ này là ok nha anh em. Đó. Chỉ sợ khi anh em qua đường anh em quên á thì nó bị nhỏ quá. Rồi. Mình đi mấy cái xe này lên trên này á là mình đem vô phòng mình cất hết.
mình ít có lấy ra ngoài lắm. Còn mấy cái bạn mà hay bị bắt á, là hay lấy chiếc xe bô nổ đi vòng vòng á, thì dễ lắm, dễ bị lụm lắm. Còn mình đi á, là xe mà bô móc hay là có độ chút xíu là mình cất, mình đi gáp hoặc là thuê xe máy đi, thoải mái hơn anh em. Với lại ở trên này á, mấy chiếc xe anh em mình lên trên này á, nó hay mất ganti, nó hay bị đuối máy. Đường xá trên này thì dốc nó nhiều nữa, bởi vậy cũng làm biếng lấy đi anh em. Ra chợ gửi xe thì đông quá, kẹt xe, chạy xe. Cho nên là tốt nhất anh em mình lên trên này chạy thẳng chiếc xe vào trong homestay hoặc là khách sạn hoặc là chỗ ở, rồi thuê xe đi cho nó chắc nha. Mình lên đây mình hay ở bên chỗ anh che bụi á. Anh em lên Google ghi che bụi là nó sẽ ra. Thì phòng ở bên đây rất là rẻ anh em, chỉ có 100 ngàn một người. Lễ Tết cũng vậy luôn. Mình lên trên này mình hay ở bển. Nó không có chill, nó không có đẹp đẽ gì nhiều, Nhưng mà ấm cúng, kiểu gia đình ấm cúng, thoải mái. Còn muốn chiêu thì anh em vô rừng, vô rừng thuê phòng, ban ngày chiêu, buổi tối hơi sợ ma xíu. Xong luôn anh em ơi, Đà Lạt hôm qua nghe đâu là không mưa, hôm nay mình lên mưa tầm tã, hôm kia là ngập, hôm nay là mưa. Ông nội ơi, nói chung lúc sáng đi á thì trời nắng đẹp lắm, tới 10 giờ 11 giờ trời vẫn đẹp. Đi vô bóc cái phòng ngủ một giấc, thức dậy là thấy cảnh tượng này đây. Đây, hiện tại là mình đang có mặt tại Che Bụi nha anh em. Đây, tại sao gọi chỗ này là Che Bụi? Tại vì ở đây nó có bụi tre. Trước mặt anh em là một bụi tre. Chỗ này nói chung là đi cũng nhiều, ghé cũng nhiều, rất là nhiều kỷ niệm ở đây. Đó, mấy năm về trước là anh em mình hay tạt qua đây ở một lần 5-6 người. Phòng ở đây á là kiểu phòng tập thể anh em. Phòng ở đây là phòng tập thể, thì một phòng mình có thể ở tới 5-6 người. Một người là 100 ngàn. Hôm nay mình đi nói chung là một xe, nhưng mà ở nguyên một phòng luôn. Chủ nhật không ai hết anh em ơi. Đây, xe mình đằng đó ha. Xe mình đang để đằng này. Mưa quá, không có đi đâu được luôn. Đang ngồi trong phòng, ngủ dậy tỉnh táo rồi, tính dậy đi chơi, nhưng mà mưa quá không có đi được anh em. Xe mình để chỗ này ha. Thì lên trên đây á, là mình cất xe ở đây. Mình thuê một chiếc xe tay ga để mà đi cho nó tiện. Trời mưa vậy là lỗ rồi. Thuê chiếc xe cũng đâu đó vài trăm hả ta, một ngày. Mà trời mưa kiểu này là không có đi được. Trời mưa kiểu này là ở trong phòng luôn, không có đi đâu được hết anh em. Vô đây ở thì phòng nó không được đẹp lắm, nhưng mà yên tâm nha anh em, không có chuyện gì xảy ra. Nói chung anh em nào mà sợ ma vô chỗ này là yên tâm. Chỗ này mình test lâu lắm rồi, mình cũng đã ở lâu lắm rồi.